vật chất các bạn thấy cái cảm hứng nó không còn nhiều nữa danh vọng cảm hứng nó không còn nhiều có tốt không có chả sao dụ dỗ mình đi thi nọ thi kia để giành giải nọ giành giải kia các bạn thôi thi được ít tiền ít danh vọng quan trọng cái gì giành giật nhau lên được một hai cái ghế là cái gì bạn dành nhiều thời gian một mình và lặng lẽ tận hưởng sự im lặng bạn đi bộ một mình trong tự nhiên để kết nối lại và làm hòa với chính mình bạn không cảm thấy cô đơn khi có sự im lặng và yên tĩnh xung quanh bạn tức là bạn chơi một mình bạn vẫn rất vui bạn đi bộ một mình bạn ngồi một mình bạn hòa mình vào thiên nhiên một mình bạn hoàn toàn vui không cần phải bám víu gì vào ai cả không cần phải tv báo đài không cần phải điện thoại gì cả các bạn vẫn cứ bình an vẫn cứ an vui như không thì cái này trong đạo học là nó dành cho những người đã từng độc cư rèn luyện trong sự độc cư vô cùng tĩnh lặng mà nội tâm nó vững chắc nên là an vui nên cái tố chất này nó còn nguyên nên nó sang cái đời này các bạn dù có đi cơm áo gạo tiền đi chăng nữa nhưng mà các bạn ngồi một mình đi vào trong rừng một mình ngồi một cái góc nào đó đọc sách một mình tất cả những cái dạng vậy các bạn cứ an vui như không thậm chí bật tivi lên hoặc là nói chuyện đông người ồn ào các bạn còn thấy không vui bằng đấy thì đây là dấu hiệu đấy nha đây là những dấu hiệu rất hấp dẫn đấy và lưu ý cái sự yên lặng này các bạn thưởng thức được nó các bạn tận hưởng nó các bạn bình an với 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 nó đó. cái này thì nam nhiều hơn nữ đặc thù nam ở một mình và lặng lẽ tận hưởng cái sự im lặng đó. Nam mạnh Mục số 14 thường xuyên trăn trở có những câu hỏi mang tính chiều sâu như Ta là ai? Tại sao ta lại sinh ra? Ta đến đây để làm gì? Chết đi về đâu? Cuộc sống có ý nghĩa gì? Tại sao con người suốt ngày tính toán cạnh tranh nhau để làm gì? Tức là những bạn nào có những trăn trở, những câu hỏi lớn về chiều sâu Đặc biệt cái chiều sâu này nó vượt thoát khỏi tiền bạc Vượt thoát khỏi tình riêng Vượt thoát khỏi cái vòng xoáy của xã hội nó định kiến mình tự nhiên mình thắc mắc tại sao phải suốt ngày tính tính toán toán cạnh tranh nhau làm gì thực sự ta đến đây để làm gì tại sao ta lại sinh ra rồi chết ta đi về đâu Đó. trong đạo học trong kinh điển Đại thừa nha Đại nghi thì Đại ngộ có những câu hỏi lớn có những nghi ngờ lớn nghi ngờ càng lớn càng sâu sắc chừng nào thì Đại ngộ mạnh chừng đấy Tức là một ngày đẹp trời chúng ta sẽ được nhận thức. Những cái tầng nhận thức nó sẽ nhảy cao lên trường đấy. Nó sẽ được nâng tầm lên trường đấy. Mục số 15. Tự nhiên liên tục nhiều ngày trong tâm thức hoặc trong giấc mơ được chỉ dẫn những điều mới lạ. Mang ý nghĩa giúp đỡ mọi người, giúp đỡ cộng đồng sống ý nghĩa hơn. Đó. Tự nhiên trong giấc mơ. Tự nhiên giống như có người nào nhắc bên tai của mình, nói cho mình nhiều cái điều rất hay, họ chỉ dẫn mình cách làm rất hay. Và cái điều hay đó nó mang lại ý nghĩa giúp cho mọi người tốt đẹp lên. Và cái ý nghĩa cống hiến nhiều hơn. Thì đây có hai cái hai cái xu hướng, một đó là lời nhắc của ký ức trong tiền kiếp nó nhắc mình. Hai là những tầng năng lượng cao hơn nó nhắc mình. Những cõi giới cao hơn nó nhắc mình. Chúng ta hay gọi đó là ơn trên ơn trên nó nhắc mình. Yeah. thì tôi có quen một cái bạn bạn này bạn chữa bệnh thì bạn là từ một cái từ một cái người làm trong lĩnh vực giáo dục đi đào tạo giáo dục tại doanh nghiệp rồi một ngày đẹp trời bạn dễ nhánh sang cái mảng hỗ trợ các thầy trong cái mảng đông y có thế thôi rất đơn giản chữa bệnh không dùng thuốc rồi đi theo các thầy được khoảng một năm rồi bạn ấy bắt đầu chữa bệnh dần. Tập tự thân chữa bệnh dần thành một cái thành lập cái nhóm nhỏ nhỏ. Rồi một ngày bạn chữa bệnh mà bị bí thì tự nhiên có những cái lời nhắc, nó nhắc mình. Nó gợi ý cho mình ngày hôm sau chữa lại Nó lại hết bệnh. Và liên tục trong vòng khoảng 6 tháng một năm thì bạn học được không biết bao nhiêu là cái cái, cái chiêu thức hay và bạn gọi đó là được ơn trên độ, được ơn trên độ. Đó, còn tôi thì tôi nhìn ở hai cái góc độ. Một là ở những cái tầng năng lượng cao hơn họ độ mình cũng có thể, hoặc cũng chỉ có thể đơn giản là bạn đã, đã từng làm cái việc đó rất nhiều lần rồi, và đến bây giờ ký ức từ tiền kiếp nó nhắc mình, nó độ về nó nhắc mình thôi. Mục số 16. Tự nhiên khi ngồi yên hoặc ngủ thì có trạng thái xuất hồn. Kết nối và nhận biết rõ ràng xung quanh hoặc một cảnh giới nào đó, một người nào đó, sự việc, sự việc thường xuyên xảy ra. Thì trong cái tình huống này nó chỉ là một cái dạng của định lực, nhưng mà cái định lực ở đây thì có thể là lúc các bạn ngồi ngồi im giống như chúng các bạn ngồi thiền, hoặc là khi các bạn ngủ, tức là tâm nó lắng xuống. Thì nó có những cái hiện tượng mà mà chúng ta kết nối Đấy. Chúng ta kết nối với các cõi giới khác vậy thôi Và chúng ta kết nối Được với một cõi giới nào đó Với một cảnh giới nào đó Một con người nào đó Họ ở cái cảnh giới đó Và chúng ta cứ thấy cái điều này lặp đi lặp lại một cách rất tự nhiên Thì cái trường năng lượng của cái định lực đó của các bạn rất mạnh Cái trường năng lượng đó Cái tần số sóng đó các bạn trùng với những cái tần số sóng của cái cõi rơi đó, nha. Yeah. thì cái này năng lực của định. À. có sở thích và năng khiếu học các môn kỳ bí, đông phương học, đạo học, kinh điển. bạn bị thu hút bởi các bài học mở rộng tâm trí, giúp bạn sâu sắc hơn. những sách giải trí, tivi giải trí, đi ăn uống giải trí, bạn quan tâm ít dần đi, giảm dần rồi gần như mất hẳn, không còn nhu cầu nữa. bạn có mối quan hệ thân thiết với nhiều vị thầy lớn về đạo lý, về tâm linh. Bạn không có chơi với mấy vị thầy kiếm tiền nữa Mấy vị thầy chuyên môn Mấy vị thầy kinh doanh Các bạn cứ bỏ dần Tự nhiên các bạn chơi với các vị thầy lớn Về đạo lý, về tâm lý Đó Cái khởi điểm là các bạn thích Những cái môn kỳ bí đông phương học, đạo học Thì cái mục số 17 là Tôi vô cùng rõ nét từ bé Từ hồi lớp 8, lớp 9 Là bắt đầu bộc lộ cái này rồi là bắt đầu nghiên cứu về võ đạo không phải là võ thuật không đọc cả sang võ đạo rồi nhân tướng học rồi lớn lên một chút là kinh dịch rồi đến đến phật giáo nói chung là đông phương học là rất nhiều môn mua về đọc từ hồi cuối cấp 2 bắt đầu đọc đó rồi lên cấp 3 rồi lên đại học đọc đến bây giờ tôi vẫn còn thích đọc những cái những cái môn về đông phương học đó, về đó ngày xưa mà để tìm được một cái vị thầy lớn là tôi, tôi cực công lắm nghe đồn chỗ nọ đồn chỗ kia rồi đến tầm sư học đạo nhưng mà đến những cái năm ba mươi mấy bốn mươi trở ra thì mình lại quen được vô số các vị thầy lớn tức là khi mà mình gõ được vào một cái cánh cửa hai cánh cửa mà nó mở rồi thì từ những cái cánh cửa đó nó mở ra những cánh cửa khác các vị thầy giới thiệu cho nhau rất nhiều rồi chúng ta quen học trò học trò cũng tầm sư học đạo giống như mình họ giới thiệu là tôi biết ông thầy kia hay chỗ này đấy. nên ban đầu các bạn không biết cách tìm thì 5 năm 10 năm tìm vẫn không ra những vị thầy lớn nhưng đã tìm ra được rồi chơi được với nhóm bạn cũng có cái nhu cầu đó chung với mình nhé thì chỉ vài năm sau thôi hàng chục vị thầy lớn các bạn quen luôn và rồi từ đó các bạn chơi các bạn học hỏi được rất nhiều từ các vị thầy lớn thì đây cũng là một dạng dấu hiệu tâm linh nha Mục số 18 này Bạn đã mất hứng thú với các cuộc thi Những cơ hội về tiền bạc hay quyền hành Đó. Tóm lại là các bạn chán vật chất Vật chất các bạn thấy cái cảm hứng nó không còn nhiều nữa Danh vọng cảm hứng nó không còn nhiều Có tốt không có chả sao Đó. Dụ dỗ mình đi thi nọ thi kia để giành giải nọ giành giải kia các bạn thôi Thi được ít tiền ít danh vọng quan trọng cái gì dành giật nhau lên được một hai cái ghế là cái gì? các bạn không quan tâm chuyện đấy nữa. đó. thì đây cũng là là một cái dấu hiệu tâm linh. dấu hiệu tâm linh là để khi chúng ta đến được với đạo thì chúng ta phải biết buông đời. Ra. chúng ta còn nắm giữ đời nhiều quá, chúng ta cực kỳ khó đến với đạo. chúng ta phải biết buông đời ra thì chúng ta lại nắm được đạo. Đó. nếu thấy hay, hãy like, share, follow để lan tỏa và cập nhật video mới.